một sự thật phũ phàng rằng là khi mà chúng ta làm dự án dù là dự án của chúng ta có tốt có đẹp có ngon lành đến đâu đi chăng nữa nhưng mà tất cả những điều đó thì đều không ý nghĩa nếu như mà chúng ta không được khách hàng thanh toán hay nói khác là khách hàng chậm thanh toán cho các mốc triển khai của dự án là một vấn đề lớn mà các sếp rất là quan ngại chính vậy nên là cái việc mà chúng ta làm sao để mà hoàn thành được dự án nhưng mà cuối cùng thì phải đòi được tiền từ phía khách hàng thì nó là điều quan trọng hơn tại vì uh, tiền thì nó luôn luôn là cái mạch máu của uh, các cái dự án của cũng như của công ty mà nên thành ra là đây là một cái topic rất là xương xảo rất là đau đầu đặc biệt là đối với lại những cái văn hóa làm việc của những cái ngân hàng mà như tại Việt Nam ấy, thì người ta chậm thanh toán rất là nhiều và những cái thủ tục, tục hành chính nó rất là nhiều khi sinh vậy nên là tôi nghĩ rằng đây là một cái topic cần thiết để mà chúng ta thảo luận trong bài ngày hôm nay ok thì trước khi bước vào bài thì các bạn có thể đăng ký kênh và để lại một like để ủng hộ chúng tôi và để lại bình luận bên dưới nếu các bạn có hứng thú với chủ đề này và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé Đầu tiên chúng ta phải hiểu rằng là các um, cái, cái mức thanh toán ở đây ngầm hiểu là nó có bao gồm có 3 phần là uh, mức thanh toán cho phần license tức là bản quyền uh, phần mềm, thứ hai là phần annual support fee uh, hay còn gọi là cái phần maintenance và cuối cùng là cái phần professional uh, professional service hay còn gọi là phần uh, dịch vụ phí triển khai. Thì hầu hết là cái phần license đấy thì nó cũng thường là ăn vào với đối với lại vào các cái mốc của phần phí triển khai chính vậy nên là trong cái slide này thì tôi sẽ chỉ mention đến những cái mốc thanh toán cơ bản trong phần phí triển khai thì lúc đầu ký hợp đồng thì có thể là chúng ta sẽ có 25% được trả tại ngày ký hợp đồng phần à, 25% của cái giá trị của cái phần triển khai đấy ạ thứ hai là đến phần FSD, TSD, sign off tức là hoàn thành trong cái phần gap analysis thì một số dự án sẽ có cái state này còn một số thì không tùy theo cái lúc đầu mà chúng ta đàm phán về mặt dòng tiền cho phía khách hàng tất nhiên là khách hàng luôn luôn muốn hầu tiền chậm nhất có thể còn lại nhà thầu thì người ta luôn luôn muốn là trả tiền sớm nhất có thể thì nó tùy theo cái mức độ giá có đủ hời hay không và cái sức đàm phán cạnh tranh à, tại cái thời điểm kiếp đồng nữa cơ tiếp theo là đến cái giai đoạn gọi là solution delivery hay còn gọi là package delivery tức là sau khi mà chúng ta đã có fsd rồi chúng ta về chúng ta build và config rồi sau đó chúng ta deliver một cái package đến client environment thì cái à, một số dự án thì có nhưng mà nhưng hầu hết rất nhiều dự án thì sẽ không có cái chặng đường này, không có chặng đường này. Mà kể cả có chặng đường này chăng nữa thì nó cũng có thể gây ra một dispute là cái package của chúng ta có nhiều bất, nhiều lỗi vì vậy nên nhiều khi khách hàng họ cũng cù nhảy họ cũng không thanh toán. thì nó còn cũng còn tùy. Tiếp theo nữa là có cái chặng đường có thể liên quan đến FSD of, à, sorry, à SIT hoặc là UAT cycle. Như thông thường thì client sẽ yêu cầu là UAT cycle, tức là user acceptance test. Thì uh, tất nhiên là chúng ta cũng không nên chia nhỏ quá nhiều các cái chặng đường tại vì nếu chia nhỏ ra thì cái việc thủ tục thanh toán và get cái gọi là confirmation hoặc là cái acceptance nó sẽ rất là mất thời gian trong khi đó nếu mà chúng ta uh, chia quá ít thì nó sẽ gây cái gọi là cái risk uh, cái cái rủi ro cho phía bên nhà thầu tại vì chúng ta cái dòng tiền của chúng ta sẽ bị hạn chế. Và cuối cùng cái mốc uh, cuối cùng có thể là go live acceptance hoặc là 30 ngày sau cái go live accept hoặc là 60 ngày hoặc 90 ngày sau cái UET sale. Tại sao là như vậy? Tại vì là đối với nhiều khách hàng ấy thì người ta uh, không go live theo đúng tiến độ mà... Uh, UAT xong có thể người ta để đấy tại vì một số các cái hệ thống đặc thù thì có thể người ta sẽ phải go live vào những cái giai đoạn cuối quý hoặc cuối năm hoặc đầu năm gì đấy thì nó tùy đấy, nhưng mà nhìn chung thì bên đã là bên phía nhà thầu thì người ta sẽ phải rào chắn hết được các cái trường hợp thì về cơ bản là đây là à, những cái mốc triển khai mà chúng ta cần đạt được để mà có thể là gọi là claim payment tức là yêu cầu khách hàng thanh toán theo cái từng chặng đường của dự án. Trên trong trường hợp mà phát sinh CA thì chúng ta phải luôn luôn review lại xem là cái CA đó nó có ảnh hưởng gì đến các cái mốc chặng đường thanh toán của cái mainstream này hay không. Tôi ví dụ như đã chứng kiến rất nhiều dự án khi mà dự án nó delay phát sinh CA thì đến lúc nó lại ảnh hưởng đến cái phần uh, annual support fee đó, sau khi đó uh, nhiều khi client người ta không aware được thì đến đến lúc là À, rõ ràng là cái uh, maintenance tức là cái hợp đồng support ấy, nó đã active act từ một cái thời điểm ví dụ như là 16 hoặc 17 tháng sau khi mà sign contract chẳng hạn nhưng mà đến thời điểm đấy thì dự án lại chưa go live nên vì vậy nên xét về mặt hợp đồng ấy, thì khách hàng đã phải thanh toán cái phần phí maintenance rồi nhưng mà xét về mặt uh, tình mà nói thì rõ ràng là khách hàng chưa sử dụng cái dịch vụ customer support trên môi trường production như vậy nên là nó có thể tạo ra những dispute à, vì vậy nên là chúng ta khi mà phát sinh ra thì chúng ta phải luôn revise xem là cái mainstream của cái payment cái điều là như thế nào. Thế còn khi mà phát sinh CA thì CA nó cũng sẽ tuân theo một số những cái mức thanh toán như thế này chứ nó không phải là chuyện là CA chúng ta trả ngay một lúc thì nó cũng sẽ thanh toán ví dụ như là uh, sai of CA rồi thì ký cái, cái, cái FSD của CA rồi social and delivery thì nó tùy theo cái mức độ gọi là gì à, đàm phán và cái quy hoạch của chúng ta về mặt payment tuy nhiên tất nhiên đối với những CA nhỏ thì chúng ta không nên bổ nhỏ quá nhiều những cái mốc thanh toán tại vì nó sẽ làm mess up cái quá trình gọi là invoice rồi thì ký cái acceptance sai học của chúng ta thì uh, nó là như vậy tiếp theo chúng ta sẽ phải hiểu về các cái điều kiện thanh toán đối với lại một cái chặng đường là như thế nào à, cái việc mà không hiểu về điều kiện à, điều kiện ở đây không phải là hiểu của ý của chúng ta mà điều kiện ở đây phải được quy định và ràng buộc rõ ràng ở trong hợp đồng thì như vậy thì đến lúc mà đến cái đội tài chính kế toán hoặc là những cái đội kế toán chi tiêu nội bộ của ngân hàng người ta mới có cơ sở để mà phê duyệt thanh toán cho chúng ta đó à, thì À, thông thường thì điều kiện thanh toán thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải có các cái deliverable theo như cái deliver uh, đã deliverable đã quy định trong SOW, SOW hoặc nếu một số các cái hợp đồng mà có cả response nữa thì chúng ta cũng phải check luôn cả cái đó. Thì khi mà làm SOW chúng ta phải rất là rõ ràng về mặt deliverable nó có tên là gì, nội dung của nó là gì, tức là mô tả sơ qua cái high level cái nội dung của nó là, của nó là gì và cuối cùng là cái format của nó format của nó nữa chứ còn nếu mà một số những deliverable mà nó không đúng cái format thì đôi khi là banh người ta cũng sẽ reject mà nó sẽ tạo ra những cái confuse không cần thiết về mặt format hoặc là về mặt language đối với lại những cái tài liệu như vậy À, thì đến lúc tài liệu như vậy nó không qualify và nó sẽ rất đau đầu cho chúng ta à, thì sau khi mà chúng ta đã bàn giao được tài liệu rồi thì tất nhiên là đến cái chặng đường nào thì chúng ta phải có milestone acceptance sign off à, đây là một cái bản rất là formal có thể là một trang thôi được ký giữa hai bên có thể à, tốt hơn hết là ký bằng chữ ký tươi các bạn nhé tại vì đội tài chính kế toán thì người ta luôn cần những cái này để mà người ta làm cái thanh toán chứ nếu mà bạn cứ à uôm thông qua email vân vân nó thì thứ nhất là chúng ta không kiểm soát được ai là người officially sao bên cái đó và người đó có được authorize theo như cái nghĩa vụ đã được quy định trong hợp đồng hoặc trong SOW hoặc là trong CI hay không tại vì cái nhân sự của dự án nó thay đổi rất là nhiều đặc biệt là những nhân sự kỳ nó sẽ ảnh hưởng đến cái cấu trúc về mặt phân quyền của dự án có rất nhiều những cái người sai học lên nhưng người ta không được phân quyền một cách official thì bên tài chính kế toán người ta cũng sẽ reject ngay tiếp theo nữa là tất nhiên chúng ta sẽ phải release được các cái invoice rồi các cái thu vat thuế giá trị gia tăng nếu có thì cái điều này là đương nhiên rồi ở à, một số client của nhiều quốc gia thì có thể là nó có những cái hiệp động thương mại song phương thì nó có thể thêm những cái về mặt miễn thuế hoặc là ưu đãi cho các cái ngành mà có liên quan đến gọi là ngành kinh tế xanh hay còn gọi là những ngành mà có nhiều chất xám ngành công nghệ thì có thể là những cái đó thì nó cũng cần thêm những cái thủ tục về mặt hành chính ở bên phía chính phủ thì các bạn cũng phải theo dõi thêm ví dụ như những ví dụ tôi làm cái dự án Indo thì nó có cái gọi là DGT form ký giữa chính phủ Indo với lại Hoa Kỳ chẳng hạn thì nó yêu cầu thêm những cái thủ tục như vậy để mà vendor có được miễn thuế gọi là được ưu đãi thuế À, tiếp theo nữa, tất nhiên là chúng ta phải luôn luôn check những cái điều kiện mà đã quy định trong contract của SOW. À, thì các bạn phải lưu ý rằng là các bạn phải xem xem là cái SOW nó có supersede, tức là nó có đè lên và nó có write off đi những cái AFP response hay không. Còn nếu trong hợp mà AFP response vẫn còn có hiệu lực thì các bạn cũng phải check luôn cả những cái điều khoản trong AFP response. À, thì về mặt lý thuyết thì SOW nó phải write off nó phải supersede cái IP response nhưng có rất nhiều banh đặc biệt là các banh nhà nước ấy, thì người ta không cho phép cái điều đó thì ở đây nó tùy thuộc vào cái sức nặng đàm phán của chúng ta nhưng mà nếu trong hợp mà chúng ta dăm vào những cái tình hạch cảnh như vậy thì chúng ta cũng phải check luôn Chứ nếu không là chúng ta sẽ bị một số những cái trap những cái bẫy mà đôi khi thực ra đội tài chính kế toán đội tài chi tiêu nội bộ vân vân á thì người ta cũng chỉ để đếm chữ để người ta để người ta trách trách để người ta gì à, tiến hành thanh toán thế mà nếu trong trường hợp mà chúng ta không được cái sự gọi là hỗ trợ nhiệt tình và bật đèn xanh của cái ông pm của bên phía client ở bên phía bên A ấy thì rõ ràng là chúng ta sẽ rất là dễ bị dầm à, vào những cái tình huống rất là khó xử à, nó giống như kiểu là cái tình huống nó gọi là chỉ một lỗ thủng nhỏ cũng có thể làm đắm cả một chiến hạm một con thuyền nên thành ra là cái việc mà người ta từ chối thanh toán đấy đôi khi nó chỉ đến từ những cái lý do rất là ớt ơ những cái lỗ thủng rất là nhỏ nhưng nếu chúng ta không biết cách rào chắn hoặc là expo nó ra từ sớm thì rõ ràng là chúng đến lúc chúng ta sẽ rất là đau đầu trong cái việc là không lấy được tiền của bên phía khách hàng tiếp theo thế thì vì sao mà lại không lấy tiền được tiền của bên phía khách hàng mà người ta không thanh toán thì thực sự tôi đã chứng kiến nó có đến hàng ngàn các lý do có đến một nghìn một cái lý do nhưng lý do cốt yếu nhất có lẽ là không nhận được cái sự hỗ trợ của ông, bên ông pm bên phía khách hàng tức là client pm đấy thì nếu mà ông pm bên phía khách hàng mà ông có ý thức ra và ông ấy biết rằng là nếu như ông không thanh toán thì kết dự án của ông ấy sẽ bị chậm tiến độ à, tại vì là người ta sẽ gọi là stop delivery mà người ta sẽ dừng deliver uh, các cái package và các cái tiến độ về mặt triển khai à, thì tùy theo là cái ông PM là chính nhưng mà đây thì tôi cũng nêu ra khoảng chừng 10 cái, cái lý do mà khách hàng không thanh toán để các bạn có thể biết rằng là vì sao khách hàng không thanh toán và việc này trở nên rất là đau đầu ví dụ như là uh, khách hàng không ký các uh, acceptance milestone để uh, hoàn thành một cái Uh, milestone ở đó vì một số các điều kiện rất là nhỏ không thỏa mãn tới. ví dụ như 99% số bug đã được giải quyết ở trong UAT nhưng họ nói rằng 1% số bug chưa giải quyết mà những cái bug đó là có thể tolerate được uh, thì rõ ràng là uh, chỉ cần một những cái, một cái ý nhỏ đấy thôi. Uh, nên thành ra là người ta không ký thì rõ ràng là chúng ta cũng rất là khó xử trong vấn đề này. Nếu mà đối với làm việc đối với những ông PM mà người ta không hiểu cái tình thế người ta không linh động một chút thì rõ ràng là nó sẽ rất là khó à, tại vì 99% hoàn thành và 1% mà thực sự chả có cái hệ thống nào là không có bất cả nên thành ra là mức độ mà chúng ta chấp nhận bức ở mức độ như thế nào nó là major, critical hay là medium hay minor thì chúng ta phải hiểu rất là sâu về cái mức độ ảnh hưởng của cái bức đó đối với lại cái business requirement rồi đối với lại cái việc vận hành hệ thống thì khi đó thì nó mới xử lý được thứ hai là về vấn đề size format của deliverable thì cái này thì ở một số banh thì có thể bị những cái trường hợp như thế này cũng nghĩa là chúng ta deliver một cái deliverable nhưng mà nó lại không đúng format ví dụ như là những cái tài liệu như là solution architect chẳng hạn hoặc là uh, guideline chẳng hạn tức là cái, cái user manual thì cái này nó cũng hơi củ chuối tại vì ở banh họ có policy riêng và thông thường nếu mà họ muốn cúc theo cái internal uh, bank format ấy, thì họ phải tự cúc còn lại nếu mà đối với lại thông thường thì uh, khi mà chúng ta làm review thì chúng ta phải cài vào những cái câu là uh, những cái deliverable này có những content cơ bản như thế nào và format sẽ là theo format của bên phía vendor chứ nó không thể nào mà chúng ta đi soạn theo format hoặc là theo cái local language của bên phía client. Chúng ta có thể làm như thế nhưng mà cái giá và chi phí nó sẽ đội lên cao và nó cũng không tốt cho bên phía client đâu. À, tiếp theo nữa là content không qualify thì uh, vấn đề này thì có thể là uh, cũng là lỗi bên phía vendor thì chúng ta cũng phải uh, um, cũng phải check và cũng phải gọi là early warning đến um, tức là chúng ta gửi đến client các cái bản draft để xem các feedback của họ để chúng ta biết rằng là như thế nào là qualify và như thế nào tức là cái mức độ qualify hiện nay của cái uh, document đó là như thế nào để chúng ta tránh cái việc subscribe, subscribe at last minute tức là chúng ta bị um, bị, bị ngạc nhiên ở cái giai đoạn cuối khi mà cái content của nó là không đúng theo yêu cầu kỳ vọng của bên phía khách hàng. Ở sau đây, một số những cái lý do nhỏ khác như là contract không được dịch công chứng này rồi tài liệu không được dịch ra các local language này rồi không có ngân hàng bảo lãnh hoặc là bảo hãi lãnh hết hạn hoặc là người tham gia dự án không đúng với yêu cầu trả thầu có nghĩa là khi mà chúng ta thay đổi người trong cái dự án tham gia vào dự án thì chúng ta phải có cái hồ sơ gọi là bio hay là gọi là qualification của cái người đó và chúng ta phải chính thức documented nó ra bằng các cái CA chứ không phải cái chuyện là ông cứ tham gia vào người nào là 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 cũng là được đâu tại vì những cái profile của những cái người đó ở các ban nhà nước đối với họ là rất quan trọng. Rồi có các cái uh, vấn đề như là các cái yêu cầu về SIT, UAT, security và performance nó quá chung chung đến uh, dẫn đến các cái dispute kéo dài. Uh, thì ví dụ như là nếu mà chúng ta nói là đảm bảo đúng an ninh an toàn uh, bảo mật chẳng hạn thì cái câu những cái câu như vậy thì nó không có ý nghĩa và an ninh an toàn ở đây là như thế nào các cái tiêu chuẩn về mặt an ninh chẳng hạn có trách hay không chẳng hạn các string trách uh, xăm nó được cấu thành từ các element nào vân vân à, thì rõ ràng là chúng ta cũng phải có những cái nó chi tiết hơn còn nếu mà càng những cái gì mà nói chung chung về mặt yêu cầu đặc biệt là trong afp response nó rất là chung chung thì rõ ràng là nó sẽ uh, trở thành những cái argument tức là những cái tranh cãi mà nó không có hồi kết đâu rồi cũng một lý do nữa là khách hàng không chịu thừa nhận rằng là không có cái sản phẩm nào là hoàn hảo cả chính vì vậy nên có rất nhiều các cái sản phẩm mà các bạn đã chọn thì nó gọi là nó tốt hơn những sản phẩm khác thôi chứ nó không bao giờ là hoàn hảo cả chính vì vậy nên là nó sẽ luôn luôn có những cái limitation vì những cái limitation này nên nó mới có những cái công việc dành cho cái đội product team rồi đội R&D tức là research and development của phía nhà thầu để người ta tiếp tục in hand trong cái roadmap của người ta rồi người ta sẽ fix và bổ sung thêm các cái tính năng mới hay ho hơn ở trong các, các chặng đường tiếp theo chính vậy nên là chúng ta phải hiểu cái bối cảnh là như vậy để mà chúng ta cũng ít nhiều là thông cảm nếu mà những cái limitation đó mà chúng ta hoàn toàn có chấp nhận được nó không quá ảnh hưởng đến những cái vấn đề thuộc về risk hoặc là những cái mà nó mang tính chất gọi là critical ấy, thì rõ ràng là chúng ta cũng có thể hiểu được và chúng ta record những limitation này trong những cái future obligation của bên phía vendor tóm lại là à, thông cảm ở đây có nghĩa là gì có nghĩa là có thể là nhà thầu somehow là commit để deliver cái này nhưng hiện tại người ta chưa deliver được và trước mắt của các bạn là cái vấn đề về go live về đưa cái dự án này vào trong thực tế bau nó quan trọng hơn à, nó cấp thiết hơn là cái việc mà chúng ta tham bát bỏ mâm có nghĩa là vì một vài những cái những những cái mụn nhọt rất là nhỏ mà chúng ta quên đi cả những cái sứ mệnh của chúng ta là cần phải đưa dự án go live và đưa vào vận hành sớm nhất có thể để nó tạo ra cái business value tại vì chúng ta đầu tư vào một cái dự án hàng triệu đô mà nên một vài những cái product limitation này là hoàn toàn có thể chấp nhận được. OK, vậy thì cái câu cuối cùng là chúng ta phải hành động như thế nào? Thì cái này thì tất nhiên là nó đôi khi nó cũng không thuộc cái job description của PM lắm. À, tuy nhiên là là tôi nghĩ rằng là cái này là cần thiết, tại vì nếu mà dự án của bạn mà không đòi được tiền thì tất cả những cái vấn đề sẽ thuộc về ông PM. Chính vậy nên là ở đây thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu quy trình thanh toán của bên A, à, của bên Client. Cái điều này nó hơi ngược đời một chút nhưng mà thực sự là như vậy. Nếu bạn có đã có kinh nghiệm làm việc cho bên A rồi sau đó mới nhảy sang bên B để làm thì chúng ta mới hiểu được cái quy trình thanh toán. Của Vina và từ đó thì chúng ta sẽ 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 gọi là treat nó và chỗ rào chắn nó được gọi là forcing nó được tốt hơn thì từ đó chúng ta sẽ hiểu hơn chứ còn nếu mà các bạn chỉ purely là bay vào cái SOW các cái condition ở đó thì có thể chúng ta sẽ bị surprise ở về sau thứ hai là chúng ta phải luôn luôn phòng phòng thủ và rào chắn các rủi ro bằng cách là chúng ta remind sớm đến PM của bên A rồi thì chúng ta gửi trước các cái tài liệu để người ta review chẳng hạn chúng ta xuất hóa đơn thì chúng ta xuất các bản draft trước để xem như là họ thấy rằng là à, cái này đã ok chưa đã ổn chưa còn đến lúc mà chúng ta xuất cái bản thật thì là người ta sẽ không người ta sẽ không phản án gì nữa đã, chính vậy nên là chúng ta sẽ phải cảnh báo sớm đến họ rồi uh, chúng ta cũng không quá nhân nhượng à. hay nói khác là chúng ta phải luôn luôn escalate và làm cứng khi mà tiền nó không về nói khác là ví dụ như là fsd không sai họp và người ta không sai hợp vào cái milestone acceptance thì chúng ta sẽ không làm giai đoạn build và chúng ta cũng không cao cái thời gian mà bị delay vào trong cái thời gian của dự án thì khi đó thì khách hàng người ta mới thấy được cái tính ức bức thiết và urgent của việc này đây không phải là chuyện đùa nên là người ta mới uh, sai học vào và khi người ta sai học thì chúng ta mới có thể claim được payment chứ nếu mà chúng ta cứ nể nang ở chỗ này là chết ngay tại vì cái các cái ngân hàng Việt Nam nó có một cái vấn đề là những cái local implementation partner như là FPT hoặc CMC hoặc HHIPT, người ta rất là chiều các hàng rất là chiều ngân hàng, đó, tại vì đó là khách hàng là thượng đế mà nên thành ra là đôi khi tôi chứng kiến rất nhiều những cái dự án mà có khi chúng ta làm xong đến 99% khối lượng công việc mà, mà chưa nhận được cái đồng nào hoặc là nhận được rất là ít, trong đó những nhà thầu quốc tế thì điều đó là không thể chấp nhận được chính vậy nên là à, nó còn tùy xem là cái tình cảnh nó như thế nào để các bạn nó hành động nó được chuẩn xác nhưng mà tốt nhất là chúng ta hãy cứ rào chắn và à, phải claim payment được đúng tiến độ thì nó mới là chuẩn chứ nếu không là nó sẽ rất là rủi ro về phía đằng sau à, tiếp theo là chúng ta không nên bỏ chúng vào một giỏ có nghĩa là phải chia nhỏ các mốc thanh toán ra để mà at least là nếu mà khách hàng không thanh toán ở một mốc nào đó thì chúng ta sẽ stop delivery ngay để mà giảm chi phí cho dự án cũng như là chúng ta biết được là à, khách hàng đang claim cái gì cái gì chưa qualify để mà khách hàng không thể toán được chứ nếu mà chúng ta put quá ít những cái tức là bỏ trứng vào một giỏ thì đến lúc là nó bị tắc là tắc luôn cả cái giỏ trứng đấy là chết giả ngay à, cuối cùng nữa thì là chúng ta phải luôn luôn quản lý các cái deviation hay còn gọi là những cái thay đổi những cái độ chạch đối với lại cái contract ban đầu bằng những cái CR chính thức và sai off với phía khách hàng để mà chúng ta có được những cái bằng chứng chẳng hạn thay đổi về mặt nhân sự rồi nếu mà chúng ta không sang on site được thì là lý do vì sao và khách hàng có accept cái việc đó hay không có wave tức là miễn phí cho cái việc đó hay không vân vân nó có rất nhiều những cái application những cái nghĩa vụ của chúng ta khi mà chúng ta commit trong một cái contract từ trước và nếu như bây giờ có một cái độ trạch nào đó thì chúng ta sẽ phải luôn luôn regulate nó lại Ok, thì chúng ta đã hết 18 phút và bàn về bài ngày hôm nay là làm sao mà chúng ta có thể đòi tiền được khách hàng gọi là claim payment. Thì cái này nó cũng hơi nó hơi drama một chút nhưng mà nhìn chung là nó cũng là tương đối quan trọng để mà chúng ta có thể hoàn thành được một cái dự án mà và đòi được tiền. Chứ còn tất nhiên nếu mà chúng ta không lấy được tiền thì uh, uh, nó nó sẽ rất là dở. Uh, thì hy vọng là nó sẽ giúp ích được ghi nhiều cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo. Xin chào.